Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Ancona. Tôi là bác sĩ ở chương trình. Xin giới thiệu với quý vị một số cái ý kiến xung quanh về vấn đề thoát vị địa đệm. Nhất là câu hỏi của quý vị hôm nay mà chúng tôi muốn giải đáp và đưa lên chương trình là không nói lên là gì, nguyên nhân gây ra thoát vị địa đệm và cách chữa được khỏi được không? Bạn đang gặp vấn đề gì về sức khỏe? Liên hệ ngay với chúng tôi theo Zalo hoặc số điện thoại 0986328484 để được tư vấn 24/7 hoàn toàn miễn phí. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn biểu tượng thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào các bạn nhé. Thoát vị địa đệm nói chung, với từ thoát vị tức là ta hiểu là thoát vị tức là cái địa đệm ra khỏi vị trí bình thường đó, gọi là thoát vị. Thì trong cái thoát vị địa đệm thì nó có rất nhiều cái giai đoạn và nhiều mức độ. Thì đối với đệm chúng ta là khi con người ta từ cổ đến xương cùng cột ấy là có khoảng 34 cái đốt sống và có 23-24 cái địa đệm trên đó, địa đệm cổ, lưng, thắt lưng và cùng. Thì đối với vị trí mà hay gây thoát vị nhất ấy là cái N1, N5, S1, S2 cả. Đấy là trường hợp mà hay thoát vị nhất đối với cơ thể, vì những vị đấy là nó sẽ chịu ảnh hưởng đến lực của cơ thể và cái vận động của cơ thể thường xuyên là nó sẽ dễ gây ra một cái thoát vị địa đệm. Thì đối với trường hợp ấy, phòng địa đệm thì đây là một cái triệu chứng đầu tiên mà nó dạng nhẹ mà để dẫn đến thoát vị địa đệm sau này. Nhưng khi anh đã phát hiện được cái vấn đề nồi địa đệm và phòng địa đệm thì đây là rất là sớm, một thời gian vàng để chúng ta chữa cái bệnh này kịp thời. Cách điều trị, cách tập luyện, ăn uống như nào để cái giai đoạn để tránh trường hợp mà thoát vị địa đệm thực sự, thì lúc đấy chuyển sang giai đoạn chúng ta sẽ vất vả hơn vấn đề điều trị và có khi là phải dùng phương pháp khác, phẫu thuật chẳng hạn. Thì nguyên nhân của phòng địa đệm là gì? Thứ nhất ấy là nguyên nhân của nó là một là do vấn đề mà chấn thương của vùng cuộc sống chẳng hạn, ngã va đập chẳng hạn, đấy là cái nguyên nhân hay gặp nhất chấn thương vào vùng đấy, thì cái đệm nó sẽ nổi ra. Hai là cái về cái do cái thoái hóa của đốt sống ấy, do cái vấn đề lao động quá trình làm việc, tư thế sai, làm việc nhiều, nặng đứng nhiều, hoặc là do tuổi già cái xương khớp nó thoái hóa rồi cũng gây cái phòng nổi đi đệm. Và nguyên nhân nữa là do một số bệnh lý, ví dụ như là lao xương và ung thư xương là đúng gây dẫn đến đấy. Thứ hai, cái điều kiện để dẫn đến thoát vị hoặc là phòng nổi đệm là một là cái mang vác nặng này, hoặc quá mức này. Hai là vận động quá mức, thể thao, thể dục này. Đấy, những nguyên tắc hai là do cái chế độ sinh hoạt, luyện tập không phù hợp, cũng đây là yếu tố mà dẫn đến cái phòng nổi đệm. Đấy là nguyên nhân. Thì cần cái phòng nổi địa đệm đây ấy, là một cái địa đệm nó bình thường để xem thì phim ấy là có hình như là hạt cà phê, nó có độ phồng lên. Thì cấu tạo địa đệm của nó là xung quanh tất cả cái sụn, cái vòng sơ nó quay lại theo cái trục lục tâm, và giữa địa đệm nó là một cái nhân nhảy. Đấy là cấu tạo của một cái địa đệm như vậy. Thì nhân nhảy nó có tác dụng là nó sẽ phồng dẹp. Thì khi phồng địa đệm là cái địa đệm đó nó sẽ tăng cái áp lực lên, phồng lên. Nếu mà phồng lên thì trong vấn đề vận động thì nó là sinh lý, nhưng mà đây khi bình thường nó vẫn phồng lên hoặc là xẹp xuống thì đều là một cái nhân là tại chỗ. Cái hai, phồng nổi đệm là nó sẽ ra khỏi vị trí một chút, là độ nhẹ nhất của cái lần thoát vị đệm. Thì cái này chúng ta không thể sờ thấy được, không thể nhìn được trên người, mà quá trình khám bệnh nhân thấy đau tức ở vùng lưng hoặc là thể cơn đau thì phải trên cái cơ sở đó ta chụp phim, đặc biệt là cái MRI thì mới phát hiện được cái hiện tượng đó là hiện tượng gì, phồng cái nổi địa đệm. Đấy là những cái đoạn sớm của thoát vị địa đệm. Khi anh chụp phim nó thì anh xác định chính xác được cái mức độ chẩn đoán đó là phồng hay nổi địa đệm. Phồng được hai dạng: phồng tại chỗ, hai là ra ngoài. Nổi địa đệm có thể nổi ra ngoài độ 1, 2, độ 3 chẳng hạn. Đấy là từng mức độ một. Thì khi anh phát hiện ra như vậy thì anh sẽ có cái phương pháp mà điều trị sớm cho bệnh nhân tích cực và phù hợp với cái bệnh của anh bị mắc. Thì đấy mới là cái có thể điều trị tây y, cái điều trị đông y và các phương pháp vật lý trị liệu
nên là rất cần hiểu pháp điều trị. Thì đối với trường hợp phòng đối đệm thì có chữa được không, thì xin thưa quý vị là cái này chúng ta phát hiện chữa kịp thời là hoàn toàn có thể trở lại bình thường. Thì đấy là muốn chữa khỏi hoàn toàn thì chúng ta phải được chẩn đoán chính xác, đưa ra phương pháp và thuốc và các cái thuốc tây có thể đông y và cái phương pháp vật lý trị liệu, thì thưa quý vị là cái trường hợp này ta có thể chữa khỏi hoàn toàn. Mong quý vị là khi có hiện tượng đau lưng, ho hơi đau tăng hoặc do cái chấn thương hoặc do vận động quá mức, bị mang vác nặng gì thì chúng ta mà đau chúng ta cũng phải được chẩn đoán sớm để theo tình trạng như thế nào. Thế hoặc là những người mà bị thoái hóa lưng lâu ngày mà hiện nay tự nhiên thì có hiện tượng khác thường mỗi khi đau tăng lên chẳng hạn, thì chúng ta cũng đi khám để xem là trước đây có thể vài tháng trước nó tăng là chỉ là thoái hóa thôi, nhưng mà có thể trong quá trình này luyện tập hoặc là vận động chúng ta lại có thể gây ra một cái nồi phòng đối đệm, thì chúng ta phải nên đi khám để biết được chính xác cái tình trạng của mình hiện nay nó là cái gì để chữa kịp thời thì mang lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân. Xin kính chào quý khán giả. Nếu cần hỗ trợ tư vấn miễn phí, bạn đừng quên kết bạn Zalo hoặc gọi điện tới tổng đài của An Cốt Nam theo số 0986 328484. Các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí.